hai ông. Su, con xin lỗi cô giáo, xin lỗi các bạn ngay đi. Mẹ bảo, con xin lỗi cô giáo, xin lỗi các bạn đi. Trong hai mà con như hai là thế cái gì? Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi, không được đánh nhau nữa mà cứ hai ngày cô giáo lại gọi lên trường một lần. Như thế là làm sao? Tại sao suốt ngày phải đi đánh nhau bạn bè hả? Mẹ là một nghệ sĩ, nghệ sĩ đàn tranh có tiếng, và bố cũng vậy. Nhưng kể từ ngày bố rời bỏ mẹ con mình ra đi, mẹ trở nên căm ghét đàn tranh, căm ghét cái âm nhạc. Chính vì thế mẹ cấm mình tiếp xúc với âm nhạc, và cấm cả việc mình chạm đến cây đàn tranh đặt ở góc tường ấy. Học không học, cứ hát mới hò thôi. Đôi lúc cứ nghĩ mẹ có những thái độ, hành động như vậy cũng vì bố. Mẹ trút giận lên mình một cách vô cớ. Thôi xuống, đi xuống. Đi xuống. Đi xuống. Thôi, kình nó tụi mình đi. Mẹ ơi, ngày mai lớp con bầu con tham gia cuộc thi tiếng hát thành phố. Mẹ cho con tham gia nhé. Thi với cử gì hết, lo mà học đi. Suốt ngày chỉ ca mới hát thôi. Mẹ cấm con đi thi đấy. Nhưng mà trường như có 5 người được chọn, con không tham gia sao được? Mẹ nói rồi, cấm là cấm. Tập trung vào mà ăn đi. Ăn đi. Anh có thể trả giá cao hơn được không? Sao mẹ lại bán? Mẹ không một bán. Chú về đi, con bán cây đàn này cho chú đâu. Mẹ nhất định không được bán cây đàn này. Sau đó, mẹ luôn lo lắng, đau lòng khi nhìn
Mình biết mẹ vẫn thế, vẫn còn rất yêu bố, yêu âm nhạc, yêu tiếng đàn tranh. Nhưng hơn hết tất cả, mẹ có đến tận bây giờ là tôi. Của mẹ. Có lẽ những hình ảnh quen thuộc, những âm thanh ngọt ngào, êm dịu ấy sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Hạnh phúc không phải là khi chúng ta có cuộc sống ấm no, đủ đầy, mà hạnh phúc đơn giản với tôi đó là khi có mẹ và còn mẹ.